Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của kênh YouTube Đông Hòa Bình Luận. Để trước tiên mình muốn nói là mình rất là cảm ơn những các bạn đã comment, subscribe và ủng hộ kênh của mình. Và ngoài ra thì có một số bạn thì là có những yêu cầu mình review những cái chai nước hoa, ví dụ như là Versace Dylan Blue, Bulgari Aqua hay là David Jones Cool Water vân vân. Đó, mình sẽ có những cái bài review trong cái thời gian sớm nhất, nhưng mà bởi vì là có những cái chai nước hoa thì mình đã có rồi thì mình sẽ làm được luôn. Nhưng mà ngoài ra thì có những cái chai là mình chưa có và mình cũng chưa cho mình được ngửi mùi thì mình sẽ cần phải có hôm nào đó mình sẽ đi thẩm mùi trước hoặc là mua một thử một cái vial nhỏ để thẩm và sẽ có những cái đánh giá của mình. Thì mình sẽ hứa với các bạn là trong cái thời gian sớm nhất mình sẽ có những cái video để đáp ứng theo yêu cầu của các bạn. Rất là cảm ơn các bạn đã có ủng hộ kênh của mình. Và trong cái clip ngày hôm nay thì mình sẽ có cái review về cái chai nước hoa Bulgari Aqua from Atlantic. Mình không dám chắc về cái đầm. Thì cái chai này thì mình chỉ có lọ vial thôi. Đó. Vì thật ra thì là những cái dòng nước hoa về mùa hè, như các bạn đã biết là cái khí hậu ở miền Nam của mình nó rất là nồng và nóng. Nó cho nên là mình thực sự là những cái dùng với những chai nước hoa mùa hè mình chỉ có khoảng 3 hay 4 chai chứ mình không có nhiều. Vì xịt cái thứ nhất là nó không được lâu mùi lâu, nóng lắm, mồ hôi ra nhiều không, nó nhanh bay mùi. Và cái thứ hai hơn là cũng sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Cái chai Bulgari này nó được ra mắt vào năm 2017 với cái mùi hương là hương đầu là quả chanh vàng cam, hương nước, hương giữa của nó là long diên hương, hương nước biển, hương cuối của nó là cây hoắc hương, gỗ đàn hương, cỏ hương bài và an tức hương. Thì để đánh giá về cái chai này, cái điều đầu tiên mình muốn nói đến đây là một cái bản sao. Chai nước hoa này là một bản sao của Dior Sauvage mà Versace Dylan Blue đó, với cái tông mùi hương lá lá như thế. Cái nốt mở đầu cũng nốt mở đầu là cái mấy cái nốt mở đầu là giống Dior Sauvage và cái nốt cuối thì là khá là giống với Dylan Blue. Thế nhưng mà đây là một cái bản copy thành công hay không hay là tệ hại thì với cái quan điểm của mình ấy, với quan điểm của mình thực sự đây là một cái bản copy khá là tệ hại của nhà Bulgari. Khi mà mình ngửi xong đến bây giờ thì với mình thì mình thật sự là mình không muốn ngửi lại cái mùi hương của cái chai này nữa. Đấy là với cái quan điểm của mình, bởi vì thật ra nước hoa của nhà Bulgari trước đến giờ đối với mình không đánh giá quá cao. Ví dụ như chỉ được chai Bulgari Aqua Amara, mùi còn ok, còn tất cả những cái chai khác của nhà Bulgari những cái mùi hương của nó bao giờ cũng thế, nó không có cái gì đặc biệt, đều đều, không có sự phá cách. Do đó là mình chưa bao giờ mình ấn tượng với những cái mùi hương của nhà Bulgari cả. Thì để nói về nốt hương của cái chai này, mở đầu như mình đã nói, cái nốt đầu của nó ấy, là nó giống nhà của nhà Dior Sauvage, của nhà cái chai Dior Sauvage. Do đó cái mở đầu nốt hương này của nó một cái vị hăng nồng của cam, người rất rõ luôn các bạn nhé, của cam và chanh, hăng, hơi hăng hăng mà mát. Nhưng mà có cái vấn đề là trong cái vị hăng mà mát của cam và chanh đó thì mình lại cảm thấy một cái vị ngái ngái của đường. Sau khi mà mình ngửi xong mình hít xong cái vị hăng và mát đó thì ở ngay cái phần dưới đấy, cái phần đuôi của cái mùi đấy, mình cảm thấy có cái vị lợ lợ của đường. Mà cái vị này mình cảm nhận rất là rõ luôn, chỉ sau khoảng đó, mấy phút thôi, 5 phút gì đó,
khi mà cái nốt hăng nồng của cam và chanh này nó dịu xuống thì cái vị ngọt này nó lại ngửi mình cảm thấy khá là rõ. Thì mình đoán đây là cái mùi hương nước biển mà trong cái thành phần lúc đầu nước hoa mà mình đã kể đề cập đến, mình đoán thế thôi chứ mình không dám chắc. Nhưng cái vị ngọt này nó giống như là kiểu của kẹo đó. Thì thật sự là mình cảm thấy khá là khó chịu với cái nốt ngọt đấy. Cái nốt ngọt đấy nó không thật mũi. Sau đó là ngửi mình cứ thấy nó, mình cảm thấy nó lợ lợ kiểu gì ấy. Mình không thích lắm. Thì sau khoảng 20 phút thì cái mùi rõ ràng nhất mà các bạn có thể cảm nhận đó là mùi của long diên hương với vị nồng và hăng, khá là giống với Dior Sauvage. Dior Sauvage nó có cái chuyển mùi cũng na ná như thế, cũng tương tự. Cái chai này cũng là một cái chai mà có cái sự biến đổi mùi hương nó không phải là quá nhiều, có nghĩa là từ nốt đầu cho đến nốt cuối nó không phải là quá là nhiều, chỉ một hai nốt mùi rất là đơn giản thôi, các bạn có thể cảm nhận rất là rõ ràng. Thì đọc lại ấy, sau khi mình ngửi được cái nốt của long diên hương đặc trưng này và kèm theo đó nó là một cái vị mà mình, các bạn hình dung nó giống như kiểu khi mà hơi nước bốc lên ấy, thì các bạn ngửi thấy cái mùi hơi nước bốc lên đấy. Thì cái nốt này của nó cái nốt cuối này của cái chai nước hoa này nó cũng thế. Ngoài cái vị long diên hương và một vài cái nốt hỗ trợ khác thì mình cũng không dành lắm, cho nên mình không dám nói đến. Thế nhưng ở cái nốt cuối cũng là giống như khi mình ngửi được xong cái mùi long diên hương đó, thì nó lại kèm theo cái vị mà mình đang nói là giống cái hơi nước bốc lên ấy. Thì mình đoán có thể là nhà Bulgari nhấn mạnh đây là cái chai nước hoa mà mang hơi hướng của hương nước biển, cho nên là trong cái điều chế những cái nốt mùi thì họ đã thêm cái mùi đấy. Mình đoán thế thôi chứ mình cũng không dám chắc, nhưng mà các bạn cứ ngửi kỹ thì các bạn sẽ thấy. Tổng quan lại, đây là một cái chai nước hoa mà theo như quảng cáo nó dùng cho mùa hè với cái hương nước biển nồng nàn. Nhưng mà mình thấy là dùng cho mùa hè ở mình thì mình cảm giác là hơi nồng. Mình nghĩ là mùa xuân thì sẽ hợp lý hơn. Nhưng mà đấy là cái gu của mình thôi. Còn các bạn thì nếu mà vẫn dùng được bình thường cho mùa hè cái chai này. Nhưng đây là một cái chai mà có cái mùi hương không quá đặc biệt. Nó vẫn giống như hàng loạt những cái sản phẩm của Bulgari khác, đều mùi hương không có gì nổi bật. Mình đánh giá đây là một cái bản sao khá là tệ so với Dior Sauvage và Versace Dylan Blue. Đó. Thì chai này mình nghĩ đối tượng sử dụng nó vào khoảng tầm trẻ trung cũng dùng cũng được, 25/25 dùng cũng được, không quá khó khăn khi mà xịt được cái chai này, bởi vì tự chung lại nó vẫn là mùi của mùa hè mà, thì các bạn dùng ai dùng cũng được thôi. Thì về thời gian sử dụng thì chai này mình thấy đi học cũng được, đi làm cũng được, đi chơi cũng được, chỉ là nó không tạo nên một cái điểm nhấn nào cả, còn cũng khá là đa dụng, sử dụng trong mọi trường hợp đều là ok. Trên đây là những cái cảm nhận của mình về cái chai nước hoa Bulgari Aqua Pro Homme Atlantic. Rất là mong các bạn có comment ở bên dưới, hãy like và share nếu như các bạn cảm thấy cái video của mình có giá trị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.